luôn thì tóc của mình trông như kiểu bị bặm ấy. Ở quên mất không 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 trẻ Mỹ để đằng sau này. Em vừa ơ được thế. Em bị đeo khẩu trang. Hello mọi người, các chị ơi chấm nha. Em chào chị Dung Nguyễn, chị Như Quân, mọi người ơi chấm bài cho em nhé, lên khăn cho mọi người nhé. Mọi người vào đông đông một tí em lên nhé. Khăn rất là đẹp luôn đấy. Mà lại còn rất là hiếm luôn cơ. Con xanh đen này xích này. Đam mê chị ạ, khăn là phải dành cho những tín đồ mà mê cái đẹp, nghiện cái đẹp lắm, đúng không các chị? Mê bẩn luôn, nó đẹp một cách của nó không biết tả thế nào luôn. Rồi ai đang xem live mọi người chấm cho em đi nhá. Em chào chị Ân Thành Ngô, nghe nhô chị. Bên lên rồi, bên chưa lên đây này. Rồi ai em đang xem ra live stream mọi người chấm bài cho em để em nhìn thấy mọi người nhá các chị nhá. Mọi người ok. Mọi người săn khăn gì thì mọi người comment cho em nhé, họa tiết gì này. Em chào chị Hương Huệ. Họa tiết à, họa tiết gì ạ? Hai cái CK này 100, còn lại thì là thường kia. Có. Em chào chị Lê Hoàng Thánh Linh, hiệu nên có ESL, lại có Dior, lại có Hermes. Hơi mệt. Có hiệu nha mọi người nha, em chào chị Lê Hoàng Thánh Linh này. Các chị ơi chấm lên cho em đi nhá. Để em xem đọc comment một tí nào. Các chị ơi, khách mới thì mình chốt theo cú pháp mã cách số điện thoại cùng một dòng của em nhé. Đây, đang chị nào có hoa lá không ạ? Có họa tiết hoa lá thì em lên luôn bây giờ đây. Cho em xin một vài giây đầu like nhé, để tăng mọi người vào này. Với cả chờ mọi người vào đông một tí là bắt đầu lên luôn nhé. Các chị ai đang tham gia live thì chấm bài lên để em
chào mọi người các chị nhé. Khăn lụa, khăn lụa. Chị ơi, khăn nhà em thì nó cứ phải gọi là phê như con tê tê luôn. Thật. Em chào chị Như Vân. Chị ơi, Thái cô bảo xích sủng đi đi ơi. Mọi người ơi, khăn thì đây bây giờ bắt đầu lên luôn nhé các chị. À, tang vào gọi vào cái này. Chị gái và bác. Em chào chị Linh Hoa Nguyễn này. Các chị ơi, ai đang tham gia livestream mọi người chấm cho em nhé. Hôm nay lên toàn bộ cho mọi người là khăn Vin. Đó, rất là nhiều những cái bản khăn đẹp và có cả những cái brand nổi tiếng như là Dior, rồi Hermes, rồi Yes, YSL. Đó thì trong livestream này hôm nay thì có họa tiết xích, họa tiết hoa vintage, có cả khăn to và khăn bé. Là mọi người muốn tìm size gì thì mọi người comment hộ em đi nhá. Và cái đặc điểm khăn thì nó là khăn lụa Nhật lên mọi người ơi. Nói chung nó rất là mới, cực kỳ mới, bởi vì nó là chất liệu lụa Nhật nên là mình mix đồ với rất là nhiều kiểu cách này, rồi mình có thể phối thành áo này hay là quấn đầu, quấn khăn đấy. À thôi chứ, chị Uyên làm mình từ từ cho em tí nhá, chị nhắn là tìm cho chị ý mà giờ hôm nay nó quên đâu nhỉ. Cho em một tí tẹo thôi nhá mọi người. Quên mất này. Ừ, bảo là chị ấy cho chị ý xong rồi quên luôn. Quên luôn chị ý và chị tên là cái gì. Hello bác Ngọc Phương Lan. Ừ, chị bảo kiếm cho chị mấy cái khăn xong bảo vâng mai em chụp cho nhớ, thế là quên luôn. Đây, Uyên Phương kiếm giúp chị mấy cái khăn tay để chị quấn tóc chọn cho vài họa tiết caso sọc. Rồi, ok. Em chào chị Loan Nguyễn này. Rồi mọi người ơi, em lên nhá. Khăn lụa đỉnh cao. Mọi người xem khăn thì mọi người sẽ tự gọi là phê từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bởi sao họa tiết khăn nó rất là đẹp mọi người ạ. Nhìn xem này, khăn lụa này, khăn lụa Nhật này. Hello chị Phương Nguyễn này, chị yêu dấu ơi, em chào chị. Này mọi người ơi, khăn thì em nói luôn là không dành cho những tín đồ nào quá hoàn hảo, quá cầu toàn. Ví dụ một chấm nhỏ, một xước nhỏ em không tính là lỗi đâu, bởi vì khăn ấy thì nó không thể tránh được những cái lỗi đấy. Mà bình thường khăn thì những cái đấy thì gần như là nó còn là quá bé nhỏ thì mình không tính. Còn nếu mà chẳng may mà phải chấm mà nhìn thấy lỗ thủng là phải tính. Đấy, hoặc là xước chỉ chạy dọc dài là phải tính. Đấy, nói như thế để nếu chị yêu nào mà có một sự quá cầu toàn với khăn thì lên mua hàng trong store sẽ hơn là mua hàng high end. Đấy, high end thì mọi người mua giá nó sẽ được rẻ hơn 1/10, 1/20, nhưng cũng sẽ xác suất là chả may có những bản mà nó khoảng có một chấm hoặc là bẩn nhẹ hoặc là rất nhẹ thì chúng em không tính là lỗi. Đấy, nói như thế để cho mọi người gọi là đồng nhất quan điểm. Đây ạ, em lên bản đầu tiên nhé mọi người nhá. Người thì khăn bây giờ có ai có mấy đâu đúng không? Đẹp như thế này, thấy chưa? Bản này chất liệu lụa nhá, chất liệu lụa. Khách mới chốt mã kèm số điện thoại cùng một dòng giúp giao em trả chị Hương Nguyễn. Mã 954 giúp em ạ. Và đặc biệt các chị lưu ý, kể cả khách mới hay khách cũ, nếu đã chốt thì chốt thật là kỹ giúp em. Đừng chốt vội. Như nhà khác người ta các bạn các chị ơi chốt đi. Còn đến với Vinclair liên toàn bạn các chị ơi đừng chốt vội, cứ từ từ bình tĩnh mà chốt. Để làm sao để mình thấy thích thì mình hãy chốt. Đấy, rồi mình thấy vừa mình hãy chốt, đừng chốt trong vội vàng để ảnh hưởng đến cái uy tín chốt hàng của mình là lần sau mình không chốt được nữa. Bản này mã 954 ạ, giá 200k. Mã 954 giá 200k. Hello em chào chị Thu Thủy Sarah, hello chị yêu. Nên tí nữa nhớ tìm cho chị ấy. Trời ơi này, khăn này. 200.000 nó không đủ tiền mua một cái khăn ở ngoài gọi là ở ngoài gì? Gọi là khăn Quảng Châu ở ngoài phố gì nhỉ? Hà Nội gọi là phố gì em nhỉ? Đinh Liệt. Đúng chưa? Các chị ra Đinh Liệt mua khăn cũng phải 300.000. Có Dior nhá, có Dior với có Hermes nhá, nhưng mà chỉ còn có hiệu thì chỉ còn có hai cái đấy thôi là hết rồi. Nhá mọi người nhá. Có màu nâu. Màu nâu.
đâu có nhá. Đấy, nói chung là mọi người phối với cái gì cũng được nhá, mọi người quần áo cũng được, phối blazer cũng được nhá. Đây ạ, bản này xích nhá, viền đi tay toàn bộ nhá mọi người nhá. Khăn của Nhật thì mọi người sẽ thấy là thứ nhất là chất liệu lụa, và thứ hai là nó được cái là viền đi tay. Quên mất ta, quên mất không, mà chị Thúy hôm trước bị hỏng của chị mấy cái khăn. Hiệu hết sạch rồi, hiệu chỉ còn có hơi mệt, có đi o và có ISL là chấm hết nhá mọi người ơi. Nên là mọi người tìm gì thì mọi người hỏi nhá. Em đặt ship rồi đấy, ok. Chờ em một tí nhá. Thì mặc cái màu đen này lên nó cứ lóa vàng. Em chào chị Phương Thúy này. Đó, chị Thu Thủy Sara. Rồi mọi người ơi, chấm nhận đây. Cái này đẹp này, xích này, phối với đồng hồ này. Chị ăn thái ngô lên chị trắng đen trên đùi ly đi. Ok chị, đây ạ, bản này nhá, bản này nhá, 200k cho em bản này. Cái này quá đẹp luôn, mã 634. Mã 634 ạ, giá 200k. Mã 634 giá 200k. Hello bác Phương Nguyễn. Không giấu, nhà này lắm Phương Nguyễn lắm. 954 chị ăn thái ngô. Nói chung là bác nào khó khăn, ai mà đã thẩm đến khăn thì nó bị kiểu yêu đời tinh tế, lại kiểu khổ không thể luôn, nói chung là không biết tả như nào ấy. 634 của chị Thu Thủy Sara đây. Chị ăn thái ngô sao ấy? Chị lên được hàng sau không rồi ạ? À? Cái bản này thì đây ạ, nó là dài như thế này, mà tiết xích. Mọi người ạ, xích vừa sạc như nào thì xích khăn lụa Nhật nó như thế. Nói như thế để cho mọi người thấy là cái độ ấm của nó như nào. Đây này, tang của nó đây. Cái này các chị có thể cột nơ hay là khoác đều đẹp nhá. 200k mã 820. Mọi người lưu ý khăn nhà em thì mỗi mẫu chỉ có một cái thôi. Đó. Và khách săn khăn nhà em là nói chung là thuộc dòng gọi là kinh điển mà. Mã 820 ạ. À. Cái đồng hồ này đẹp quá chị Thủy ạ. Mọi người tìm gì thì mọi người bảo em nhá này. Ôi, bà này một em hàng hiệu Pháp này. Người này, một em hàng hiệu Pháp tác này. Dã man luôn. Mọi người nhìn họa tiết cho em. 200k cho em bản này, 200k. Mã 190. 200k mã 190. Đây. Trong con này đẹp dã man luôn và mượt. Mướt mượt. Cho chị. Mã 190 nhé mọi người, cho em một tí để em quên mất, em gửi cái link này vào trong nhóm Zalo cho mọi người sẵn không phải quên mất. Rồi. Em chào chị Lê Thị Thu. Mọi người tìm hiểu hay là khăn lụa thường thì mọi người comment cho em nhé. Blazer nhá các chị ạ. Phối quấn ở bên trong cho em như này cũng đẹp. Em thử luôn cho. Lóa đúng không? Lóa là bởi vì chị mặc áo màu đen. Đây cái này cũng rất là đẹp này, mọi người này. Mọi người nhìn họa tiết khăn cho em này. Lụa tơ này. Này, khăn này. Đã mang luôn. Viền đi tay cho em bản này nhá mọi người nhá. Bản này cho em này.
sắc luôn, lụa tơ. Mã 149 giá 200k. Mã 149 á, giá 200k. Các chị tìm màu gì các chị bảo em nhá. Đây là chị nào mà thích mua vintage ấy thì đừng bỏ qua em này, một em Nilarixi này. Nilarixi Paris này. Một em hàng hiệu Nilarixi. Nhìn em này. Nilarixi cho em màn này này. Phát lên để cho mọi người ngắm nhá. Chất liệu lụa. Nilarixi. Nó. Cho em mảnh này ạ. Nilarixi cho em mảnh này nhá, 250k, mã 860. Nilarixi 250k, mã 860. Mọi người nhìn cho em cái tông cam. Trời ơi nó quá dã man luôn. Ta cam này, xong điểm như cái hạt xanh này. Đó, chất liệu lụa Nilarixi Paris. Mọi người tìm họa tiết gì bảo em nhé. Chào chị Thắm Bùi này, chị Lê Hồng Thu này, chị Lê Thị Thu này. Chị Thu Phỉ Sara, chị có tìm màu gì không chị ơi? Ôi cái này đẹp dã man luôn. Luôn vui tươi hết mất rồi. Phương ơi, hôm nay chỉ còn ESL này, còn hơi mệt và còn Dior. Chị là Thu Thị Sara, cam đi ơi. Cam đây chị ơi, đúng cái cam em đang dơ này, này. Họa tiết tông cam nhá. Nhìn của em này. Họa tiết tông cam này. Đẹp dã man luôn đấy. Này cái tan của nó này. Đấy không ạ? Cái này nhá. Chất liệu lụa, bề mặt gấm. Này, trời ơi 200k cho em bản này đi ạ. Mã 555. Chị nào thích tông cam này, cần cam em sẽ lên cam tiếp nhá. Nhưng con này em thấy đẹp quá và nó có nhấn cái viền nâu tẩy bên ngoài. Mã 555 giá 200k. 200.000 nó rẻ hơn cái khăn. 190 Nhĩ Lâm Nhật Hàng. Rẻ hơn cái khăn các chị mua ngoài phố Ninh Việt mà nó lại còn sợi tổng hợp pha ni lông. Làm sao mà được lụa Nhật như thế này. Hello chị Khánh Tình. Tông cam. Ô tông cam vừa lấy có một cái tông cam cam nâu vintage đấy chị. Tông cam thì nó gọi là cái điều gọi là kinh điển ở trong giới gọi là mộ đạo khăn. Một bốn chín chị Bảo Anh. Em chào chị Ngọc Phương Vi. Với bản này này. Chất liệu lụa nha mọi người nhá. Chất liệu lụa cho em bản này. Chất liệu lụa 200k mã 106. 200k mã 106 chất liệu lụa. Mã 106 giá 200k. Xong chị nào thích khăn xăng hiện thì chủ động comment cho em nhé. Nhiệm tâm có không là một túi không đi? Một túi khăn nhỏ có chứ. Đây cái này đẹp này. Đây. Cái này cũng đẹp nhá mọi người ơi. Nhìn cho em cái họa tiết của nó này. Quá dã man luôn, tác đây. Ừ không sao. 200k cho em bản này. Mã 970. Mã 970 giúp em. Khăn bé để cho các chị buộc túi với cả quấn tóc thì có những cái khăn như thế này nhá mọi người này. Hơi mệt chờ một tí nhá. Tớ tí tớ lên nhá. Chờ một tí đây. Này, khăn bé này, khăn bé này thì rẻ mọi người ạ. Mọi người săn khăn bé này thì có 50k một cái thôi nè. 50k. Mã 685 khăn bé. Size 4343. Đấy, khăn bé này thì mọi người cột thành tuban này, rồi là bột túi này. Đấy. Buồn cười mua một cái túi xịn mà quấn cái khăn đều thì nó buồn cười đúng không chị? Thôi cứ quấn cái khăn xịn cho nó sang lên. Đây, một em Mario Valentino. Viền đi tay nhá. Made in Italy này. Mọi người nhìn màu của em nhá. Mario Valentino bản này 200k. Mã 905. Mã
905 ạ. Dạ. 106 em chào chị Nguyễn Vân Anh. Cô bảo Vân Anh nhá, like nào cũng vào xem mình like nhưng mà không thấy nó một câu gì. Đây cái này có tông cam đây chị. Chị Thu Thủy Sara ơi, xanh vàng cam nè. Alo. 366 anh ơi, anh đi vào 366 em cả. Hóa em phải ra giả giả thì ba mấy nghìn đấy. Tiền ship. Đây ạ. À, chị Thu Thủy Sara ơi này. Tông này cho em là trắng, xanh và cam. Con này quá đẹp luôn. Trời ơi, mọi người ơi nhìn hình cho em nào. Xuất sắc luôn ạ. À. 200k cho em mã này ạ. À. Mã 535. Mã 535 ạ, à, giá 200k. Đây em khoác lên cho mọi người nhìn, mọi người mới thấy nó giá trị. 970 của chị Điều Yến. Trời ơi, mọi người ơi nhìn cái khăn này. Không cần nói gì cả, chỉ cần ngắm thôi là em đã thấy. Mã 535. Giá 200k, chất liệu lụa Nhật. Đây hơi hơi mệt đây, ai vừa hỏi hơi mệt nhỉ? Hơi mệt đây tình yêu ơi. Khăn hơi mệt đây nhá. Viền đi tay toàn bộ. Khăn hơi mệt thì giá mua mới khoảng hơn 1.000 đô thôi. Tình yêu khoảng 1.100 thôi. Đây ạ. Viền đi tay nhá. Viền đi tay này. Hơi mệt này. Đâu rồi? Đây ạ. Hơi mệt Paris này. Logo của nó này, tag này. 100% siêu, 100% seta, 100% soi. Made in Italy này. Được chưa? Hơi mệt nhé, em bán giá là 2.500.000. 2.500.000 hơi mệt. Mọi người nhá. Chị Vân, đúng không ạ? Để luôn luôn, comment mã của em nhá. Hơi mệt, ở đây em show kỹ cho mọi người xem nữa này. Mọi người ạ. Hơi mệt thì chê làm sao được, bao nhiêu nhà thiết kế người ta nghiên cứu về mẫu rồi đủ thứ đúng không, rồi màu rồi họa tiết, một cái khăn có giá cả 1.000 đô. Màu này thì không thể chê được vào đâu thật sự mọi người. Mã 175 hơi mệt ạ. À, giá 2.500k. Mã 175 nếu mà nhã. Phương, chị Phương Nguyễn không giấu ơi, nếu mà chị thích nhã nhặn đấy thì chị chờ em lên Dior cho chị xem nhá. Dior thì màu nó sẽ nhã nhặn, còn đây là một em gọi là tuyệt vời luôn vì màu sắc đẹp, những cái màu sắc là đẹp nhất thì nó có hội tụ trong cái bản khăn này rồi. Đó. Còn nếu mà chị thích nhã nhặn thì đây. Một em Dior sẽ làm chị gọi là điêu đứng. Viền đi tay toàn bộ ạ. Cái gì? 175 của chị Phương Nguyễn ạ. À, chị Bình Hữu Tân soi Ân Thái Ngô sau mất rồi ạ. À, đây Tristan Dior nhá. Đọc lái đi một tí, người ta quét viền đi tay toàn bộ nhá. Cái khăn của Nhật ấy thì cái giá trị của nó là cái gì mọi người? Giá trị của nó là cái viền đi tay. Đó, kể cả mọi người thấy túi sách của Gucci, Dior hay hơn mệt, mọi người thấy là người ta đều những cái đường may trên túi, nếu mà em không nhớ không nhầm em xem trên YouTube hoặc những cái đoạn mà video giới thiệu của các brand ấy là thấy túi là có những cái đường viền là người ta đều phải đi tay và nó sẽ không có một cái đường chỉ nào là cái đường chỉ gọi là quay lại. Mình lấy bằng máy ấy, thì nó sẽ có cái đường chỉ quay lại đúng không mọi người? Nên là mọi người mà soi hàng chính hãng mà mọi người hay soi cái chỉ nó vì như thế. Cái này nó là viền đi tay toàn bộ nhá. Dior này. Tristan Dior này. 100% seta, 100% siêu, made in Italy. Soi trong tiếng Pháp, 100% soi nhá. Soi trong tiếng Pháp của nó là siêu nhá mọi người. Đó. Đây chị đang thích nhã nhặn thì em này. Được chưa? Dior nhá. Dior em, bên em để giá là hôm trước chị không nhớ chị bảo giá Dior bao nhiêu. Dior thường thường em để bằng giá
kia. Thôi để 2 triệu nhé, 2 triệu. 2 triệu. Mã 545. Mã 545 ạ, giá 2 triệu. Dior mọi người mua mới cũng như còn chát lắm. Rất chát luôn. Mà nó kính cong như này, mã 545. Thực ra em có nhiều đâu mọi người, có cái đấy là hết rồi. Cũng không có để nặn ra thêm để lên. Cột túi à? Cột túi để em tìm cho xem có con bắp răng bơ nào. Cột túi mình có con hiệu đâu nhỉ? Trang người ra cho mình hỗ trợ chị like khăn. Tìm cho chị con xem còn con bắp răng bơ nào để cho bà Phương bán cột túi. Dior thì không còn, Dior là thật là Dior cột túi là bây giờ vào hết tay của Thúy Nguyễn rồi. Chị Thúy Nguyễn thì chốt của em 70 cái khăn các chị. Một mình chị 70 cái khăn. Khăn bé mà cột túi, túi cột đầu á. Cho chị với cả để cho chị mấy cái kẻ ra để chị lên chị Uyên Phương. Chị Uyên Phương ơi, chị có trong live không, chị chấm cho em nhờ. Những cái nào mà kẻ mà khăn nhỏ ấy, để cột đầu cột túi thì cho chị ra đây để chị lên chị Uyên Phương. Còn cho chị mấy cái khăn hiệu, khăn hiệu cũng không còn mấy thì để lên cho bà Phương Nguyễn bài cột túi. Đây là kẻ hết đúng không? Okay, các chị ơi cho em đi lên bản này đẹp quá này. Xích nhá, mọi người nhìn em này. Họa tiết xích này, phối này. Nhìn dưới em này, đẹp chưa? Ngồi sát để mọi người nhìn cam nó chuẩn. Đó. 200k cho em bản này mã 190. Mã 190 nhá. Em chào chị Nhung Nguyễn, chị Hồng Tăng. Chị Uyên Phương ơi. Alo, khổ lắm cơ, thấy chị tôi đâu đang phải đang nhờ em tìm khăn cho. Tìm cho chị con bắt răng bơ. Đây, nhưng mà kẻ bắt răng bơ đây, nhưng mà kẻ ISL này. Đây có mấy con hiệu nhỏ đây, chị Phương Nguyễn không giấu, chị chấm lên cho em cái này. Thật sự luôn là Đắc London này, bắt răng bơ này. Bắt răng bơ thì nó lại ra toàn cái loại kiểu như là đây kia cái tay này. Nó ra toàn cái loại kiểu như là truyền thống ấy. Còn Dior thì không còn. Đây, bắp răng bơ này. 200k cho em bạn này nhá, 200k. Bắp răng bơ. Mã 180. 190 của chị Hải My. Đây ạ, bắp răng bơ bé nhá. Mã 180 này. Thảo Uyên Phương đâu, khổ lắm, nhắn tin chưa thấy người đâu. Thực ra cột túi thì cột họa tiết xích cũng được, nhưng mà thì như xích em chả còn nữa. Đây, DKNY này, DKMI này, DKNY này. Đưa con xích ở đây lên cho chị Phương, chị cột túi 180 ạ. Mã 699 DKNY. Đây, Phương ơi, Phương cột túi, Phương lấy con xích này mà cột này. Nó sang này. Họa tiết xe với xích này. Cái này khăn thường thì em nghĩ bán rẻ lắm, 50k. Mã 704. Khăn thường bé em bán rẻ lắm, có con xích không? Xích là lồng lộn để quấn túi cho nó sang lên không em? Sợ không còn đâu, các bạn hút hết rồi. Chỉ còn mấy con lắp răng bơ với cả cái kẻ thôi. Kẻ này thì lên cho chị Uyên Phương. Mọi người comment cho em xem nào. Đây ạ, Pia Cạc Đanh nhá. Pia Cạc Đanh ạ. 100k mã 604. Pia Cạc Đanh. Em ơi em, Nga để nhỏ ra nhỏ, to ra to của chị được không? 699 của chị Ân Thái Ngô. Đây này, một em Pia Cạc Đanh này. Người của em này. Lụa này. Pia Cạc Đanh nha mọi người nha, trời đất ơi nè. 200k, mã cho em bản này là 974 ạ. Mã 974 giá 200k. Đã quên mất lên cái bản em đang lấy trên người này. Cái bản này em quên mất chưa lên à. 200k mã 805.
Ngoài đẹp quá luôn các bác ơi, nó lụa này. Em chào chị Huế Nguyễn. 300k mã 805 ở đấy, đưa con xích này đây. Mã 805. Đây, xích đây. 604 của chị Trà My. Chị Phương Nguyễn không giấu ơi, chị lấy con này đi này, Rinoma này, vừa xích vừa phối này. Con này phối túi cũng xinh. Rinoma nhá, 100k. Rinoma mã 887. Rinoma mã 887. Em chào chị Mai Thủy, chị Huế Nguyễn. Ô, cái này tưởng là chị ấy lấy. Cái này tưởng là chị Nguyễn Đào lấy này. Ừ, chị lấy 8 cái đúng không? Ừ. Đây, họa tiết xích phối họa tiết yên ngựa Polo London này. 100k. Mã 002. 100k mã 002. Mọi người comment xem mọi người tìm gì nhá. 805 của chị Hải My. Tìm size to hay size bé thì comment hộ em này. Tại bé thì em chỉ còn kẻ thôi, còn xích à, còn kẻ với còn hoa, xích thì không có mấy đâu. Bởi vì xích hôm trước bán hết rồi, bà Hà Trang mình bán riêng khăn nhỏ một mình, bà Trà Hà Trang chốt đối với cả. 002 thì Thu Thủy Sara. Trà My xong rồi ạ. Ôi, chị Thủy ơi. Đây, cam có duy nhất một cái. Chị Thủy ơi, cam đây. Chị ơi, Rinoma, cam xích, chị yêu dấu ơi đây. Rinoma này, vừa xích vừa cam này. Rinoma vừa xích vừa cam cho em này. 100k mã 103. Đây, cam nha chị nha, đủ lý chị nhá. Thể luôn. Nó đi vào và đời nó tinh tế lắm. Đây ạ. Lụa tơ. Bé mà bé để quấn túi. Cái đấy bé để quấn túi đấy. Chị ạ, cái đấy là quấn túi được. Bé. Em chạy Thùy Linh Trần, đây ạ, bản này nhá mọi người ơi, viền đi tay toàn bộ cho em. Đắt giá nhất là cái viền đi tay, mọi người nhìn cái viền đi tay này. Đó. 200k cho em bản này, mã 706. Bản này là lụa gấm nhá mọi người ơi. Lụa tơ tằm mảnh gấm cho em. Mã 706 ạ, 200k, mọi người nhìn màu của em này. Nó phải gọi là xít xoa. Xít rồi xoa. Chị thích cam to đúng không? Sau để em bói ra lại nha Thủy nha. Để em bói ra. Đây, viền đi tay tiếp bản này. Bản này là thân dài. Một công bản của anh Trần. 180k cho em bản này ạ. Mã cho em là 969 ạ. Mã 96. Anh. Mã 969 kẹp vào tay. Các chị thích dài hay thích vuông, thích to hay thích nhỏ, mọi người comment cho em với nào các bác ơi. Ôi con này đẹp lắm này. Con này ấy, em thật đến tập này là các chị chưa thấy nó có giá trị đâu. Nhưng đến mà cái thời mà nó hơi vào mùa thu một tí thì các chị sẽ thấy cái khăn này nó giá trị. Bởi vì sao? Cái tông màu này là một tông màu ấm. Đấy. Trời đất ơi mà nó là vừa xích, vừa xanh, vừa beo nha mọi người. Này. Nó sang kinh khủng điển luôn. Nó gọi là sang kinh điển. Em gọi là kinh khủng điển để là nhấn mạnh cái từ kinh điển lên một tí thật luôn. Đây con này để đeo lại, tự đeo cho sang thật. Chị Lâm Thị Hằng thôi để tôi đi. 200k mã 580. Nói chung là những cái em khăn như này vào mùa đông mọi người thề luôn. Đấy, có đi du lịch châu Âu, có sang nước ngoài mà khoác cái khăn này nhìn nó cũng thật sự luôn là đi lên bao nhiêu chân kính. Đây, mọi người nhìn cho em khăn này. Họa tiết beo màu xanh phối với cả màu ghi, màu đen. Em chào chị Huyền Trần. Ờ, đây rồi. Chị Phương Nguyễn không giấu ấy, chị chấm lên này. Có ISL bé cho chị quần. Được chưa? 200k mã 580. Còn mỗi con khăn bé thì còn hiểu thế này được. Đây ạ. ISL nhá. ISL này. Yves Saint Laurent này. Chị thích quần tối, cột tối hay muốn làm cái gì cũng được này. Được chưa ạ? 180k. Mã cho em bản này là 527. Mã 527. Cái bản xanh vừa rồi là nó là hiệu Ý đấy. Roberto de Camelo đấy. 969 của Huỳnh Hữu Tân.
Đây, hồng đây ạ. Mọi người ơi, nhìn họa tiết cho em này, mê chưa? 200k cho em bản này, chất liệu lụa. Mã cho em bản này là 871. Ôi mẹ ơi, sáng nay chưa rút được tiền đâu nhá. Bởi vì sáng nay là đưa anh Nam đi khám, thì về đây 11:30 chả đi được. Đang tạm không của chị. Hả? Khám mắt. Mắt té. Đâu? Chị có phải là do tắm đâu. Mắt thì có thể tắm. Không phải là đau mắt mà mèo kiểu như là cứ đến 4-5 giờ là mắt nó khô. Người ta bảo là bị khô mắt, có phải là bị đau mắt đâu. Trời ơi, bể bơi ở Vinhome mà lại bảo lâu không thay. Bà nói chuyện bà chán thật đấy. Ôi dồi ôi, cái bàn này nó còn có cái cham này mọi người ơi. Một em họa tiết beo nhá. Đỉnh chua. Các chị ơi, chị nào mà gọi là ngu. Đấy, một tí từ từ nó còn cái tác ở đây. Siêu 100%, soi 100% này rồi ơi. Siêu 100%. Chị ơi, đây 200k cho em bản này ạ. Mã cho em bản này là 907. Mã 907 ạ, giá 200k. Ô, chị Nguyên Phương đâu bảo để bà chấm lên để mình lên. Cái gì đấy? 527 chị Hà My. Em điền rồi mà. Gì đây? Điền rồi mà, sao mọi người nó gửi gì nhỉ? Đây ạ, tiếp tục nha các chị. Chị Hương Nguyễn ơi, chị có tìm khăn gì không? Chị bảo em vậy. Hoa này, xích này, hoàng yến này. Cái bảng này ở ngoài nó mới đỉnh. Cái gì hả mẹ? Chị Trà My có xanh navy không? Ôi, Trang em phải đưa chị cái kính trắng của chị đây. Hợp lý luôn. Em thấy mặt mình tròn mà. Sao? Không. Không, hùng giờ đến thăm mặt bún. Đấy, rồi ôi các chị ơi. Thề luôn. Này. Hôm nay không bán gì, chỉ bán khăn thôi đã. Thế các chị đã thấy giá trị của khăn này em. Được chưa? Đấy mọi người ạ. 200k mã 558. Đem cứ đội lên đầu. Ừ, đeo thế đẹp mà em. Đúng không? Thề luôn đấy, mọi người nhìn khăn mọi người thấy đẹp. Mỗi tội chị là mắt chị không nhìn. Đây ạ, à, một em họa tiết xích. Đó. 558 Thu Thủy Sara. Đấy, eo ơi. Đeo luôn, đeo kính lên các chị chốt luôn. Cái tại sao mà mọi người thấy đẹp? Bởi vì cái kính của em nó nền đen trắng nên mọi người nhìn cái họa tiết nó rõ hơn đúng không? Thật mà đi, đi là hôm nay em đi Dubai em thấy em phải làm mấy cái khăn này em sang mang sang để đỡ phải mua khăn của họ. Đúng không? Sang đấy là mình không mang khăn của mình sang là họ bắt mình mua khăn của họ để bẹp vào như này. Ủa, không cho ra đường đâu. Ừ, bên Dubai thế mà em. Hôm trước thì sớt thử rồi, Dubai giá rẻ lắm. Hai mấy triệu một tour thôi. Mã 507, đi một lần cho biết đúng không chị? Đời là mấy tí. Đấy buồn, bây giờ có dám chân vào cổ. Ờ, em chẳng dám đi, nói thật với chị em oai thì bốc phép thế chứ làm đi làm sao được. Con thì bé, nhà thì lắm việc, kiện thì bật liên tục. Em thì một đàn. Thật, em thì một đàn em thơ, các chị ơi, 10 đứa, chết sợ. Ôi dồi ôi, cái này xinh này, cuốn túi này, bà nào vừa bảo lấy cuốn túi này, các chị ơi. Đây, tang đây nhá. 100k thêm bản này, ơ không có này bé, em lấy 50.000 đâu. 50k mã 898 này. Cuốn túi nhá, xích bé hồng ghi này. Luôn. Mọi người ạ, à, đây con này một em hàng hiệu Joker Italy này. Mọi người nhìn em cái khăn hoa vintage này đâu ra mà có. Mọi người thử ra ngay phố Đinh Liệt mà xem. Gọi là sợi tổng hợp pha ly lông phải 400-500 nghìn.
Khăn này là khăn lụa Nhật các chị ơi. Trời đất ơi này. Chị có thấy không? Em ơi thấy luôn đẹp lắm các em bạn này. 898 chị Phương Nguyễn, chị Bình Hữu Tân sau ạ. À? Đeo cái kính vào thì các chị thấy đeo. Đeo thì mặt tròn dã man luôn. Ok, để cho các chị nhìn khăn làm nét. 200k cho em bản này nhá. Em Italy. Mã 189 ạ. À. Em ơi đẹp quá các chị ạ, à, thật đấy. Kiểu nó kiểu bị đẹp không bình thường. Nói luôn, bởi vì sao họa tiết của nó màu nào nó đi màu đấy. Kể cả họa tiết hoa vintage là những đây. Cái nền này nền xanh min, mọi người thấy hoa trên nền nền xanh min này. Lại còn hoa to, mã 189. Đấy, đẹp chưa? Nói chung là em được cái em làm cái gì nó cũng rất là kỹ hàng. Em làm hàng chấp nhận lắm. Không phải ào ào như người ta là bật ra là cả chân cả cẳng về bán cho khách đâu không có đâu. Đây nhá, cái viền này của nó này. Em chào chị Hương Quỳnh. Cái viền này của nó là viền hoa. Em lần đầu tiên trong cuộc đời vừa đeo kính này, vừa like khăn này. Cái gì hả mẹ? Đây ạ. Mặt em có tròn nhưng mà khăn nó đẹp thì kệ nó các chị nhá. Đấy, eo ơi này, mặt em mà gọt được đi như này thì đẹp nhỉ. Tự nhiên là mất hai cái lọng hai bên. Đây ạ, mọi người nhá. Cái viền này của nó là viền hoa xanh tím ạ. Được chưa ạ? 180k, mã 945, chất liệu lụa Nhật. Tháo tóc ra. Kính phải tháo tóc ra chứ đúng không? Tự nhiên đeo kính lại đeo lại lại từ tóc quan thì tóc thì đẹp như thế. Ô cái này đẹp nha các bác này. Con này thì xuất sắc đấy. Mọi người nhìn cái này chất liệu lụa nhá mọi người ơi. Đẹp cực này. Chất liệu lụa này. Đấy. Mọi người thích khoác lên vai, thích choàng lên đầu thì bảo em nhá. Đó. 180k cho em bản này, mã 916 ạ. Mã 916 tàu tóc đang như con điên đây. Ôi cái này. Cái này khăn bản to lắm đấy. Cái này khi bà lòng mua được em thì khăn này thì hơi bị lờ luôn. Trong cái khăn bản to vừa xích vừa hoa các chị nhá, 200k. Mã 813. 200k mã 813 em chả nhìn cái gì. 945 của chị Ân Thái Ngô. Đây xanh đây, họa tiết tông xanh này ạ. Chất liệu lụa nhá mọi người nhá. Chất liệu lụa, họa tiết tông xanh này. Chất liệu lụa, họa tiết tông xanh này mọi người. Được chưa ạ? 200k cho em bản này vừa xích này. Đây bản này em quàng lên đầu cho mọi người xem nhá. Đấy. Mã 519. Chất liệu lụa giá 200k, mã 519. Khăn nó cũng phải gọi là nhức nhối đấy. 916 thì bảo anh. Mọi người thích họa tiết hoa hay họa tiết xích mọi người comment của em. Em chào chị Mai Thủy này. Ô, dâm chưa. Mọi người comment của em xem là thích hoa hay là thích xích nè. Để em lên. Cái này đẹp. Cái này Nidarixi nha mọi người ơi, 250k. Hàng hiệu Nidarixi. Mọi người nhìn nó đã không bình thường một tí nào rồi đây. Nidarixi ạ. Made in Italy. Đây. Nidarixi 250k. Mã cho em bản này là 169. Mã 169 ạ, DRC. Nâu tây đây ạ. Nâu tây bản này nhé. Nâu tây ạ. 180k chất liệu lụa, mã 833. Mã 833. Mọi người ơi, mọi người comment đi. Thích màu gì nào. Đây bản này một em họa tiết bức tranh nhá.
họa tiết bức tranh. Cái bản này là của Pia Cạc Đanh này. Pia Cạc Đanh thuê bản này. Ôi bản này lên mã tặng cho em đi mọi người ơi này. Nó hơi bị chấm bẩn ở phần gấu này này. Nhưng mà khăn thì chả vấn đề gì đâu mọi người nhá. Ai có đơn thì lên cho em mã tặng nhá. Pia Cạc Đanh nhá, còn nguyên tác á. Mã 535 mã tặng 535 nó nhỉ mọi người ơi. Nó là gọi là tác phẩm nghệ thuật luôn chứ không phải không đâu đây này. Lụa ánh gấm nhá. Logo Pia Cạc Đanh dập quanh khăn nhá. Chị nào có đơn lên mã hộ em là mã tặng nhá. Viền đi tay tặng 535. Lại còn tông cam nữa chú, chị Thu Thủy Sara. Em chào chị Dân Đen, hello chị yêu. Em chào chị Thi Hồng Trương. Mọi người comment xem tìm khăn màu gì họa tiết xích họa tiết hoa nhé. Đây tông xanh đây. Tặng 535 của chị Ân Thái Ngô. Ôi bản này Villa Dolce này. Phân hiệu này Paris, Villa Dolce Paris. Cái nhãn này thì ở Việt Nam, ở Hà Nội thì các chị có vào, có thể vào Tràng Tiền Plaza nhé. Là có store ở trong đấy. 300k cho em bản này Villa Dolce. 300k. Mã 142. Đó, cái store của Villa Dolce này có ở trong Tràng Tiền Plaza. Chị nào thích thì vào xem. Ba không phải làm gì à? Tưởng xong chưa xong lại đi thăm đi đứng. Bản này chất liệu voan lụa này. Cái này thì để mọi người cột nơ nhá. Hoặc là quàng cho em nhá. Em chào chị Mai Ly Nguyễn này. Cột nơ cho em này, mặc quàng nhá. 150k cho em bản này, mã 181. Hello chị Mai Ly. Mã 181 ạ. Đây, hồng đây ạ. Chất liệu lụa nha mọi người ơi. Siêu 100% cho em. Đó. 200k cho em bản này ạ. Mã 357. Mã 357 ạ, là 200k. Rồi rồi. Bản này khăn nhỏ này mọi người này, khăn nhỏ thì mọi người có thể cột túi nhá. Đó. Cái này có thể cột được túi này. Bản này Lancel Paris ạ. 357 chị Mai Ly Nguyễn, Thùy Phùng Ly sau. Mã 712, 100k nhá. Mã 712 con này Lancel Paris ạ. Cái này mọi người có thể cột túi này hoặc là gì phối ở cổ này, rồi nói chung là đủ thứ. Miley ơi, chị tìm màu gì không thì bảo em để em tìm cho chị nào. Nhiều màu đẹp lắm Miley ạ. Thật. Nói chung là mọi người thẩm sang khăn là nó nghiện lắm. Thật. Nó tại sao mọi người mê cái họa tiết sơ mi vin siêu phẩm ấy. Thì mọi người thấy là khăn này nó đỉnh thế nào. Lụa tơ tằm cho em bản này ạ. Lụa tơ tằm ạ. Mọi người nhìn họa tiết này. Xích này. Pia Cạc Đanh bản này nhá. 200k ạ. Mã 139. 200k mã 139. Mã 139 tiếp tục này. Quan trọng là cái viền của nó. Ô thôi cái này bị lỗi. Tem lên cái hoa này đi. Bản này lụa bề mặt gấm này mọi người này. Lụa bề mặt gấm cho em này. Đáng sợ chưa? Này mọi người nhìn này. Nó như kiểu một bức tranh vòng nguyệt quế đẹp nhá. Lụa bề mặt gấm ạ. 200k cho em bản này ạ. Mã 919. Mã 919 ạ, và 200k. 712 thì trà đặng. Cố chuyển đúng kỳ vào máy nhẹ để tí con chuyển luôn. Đẹp lắm này, họa tiết Hoàng Yến này. Ôi dồi, con này lại lỗi liền thế con.
Ở bà vẫn đóng cửa với gì đó. Đây, chị nào thích những cái tông màu nhã nhặn thì đây là một em. Nó quá dã man. Đây ạ, mọi người nhìn của em. Em chào chị Hạnh Bùi, hello chị. Đây ạ, mọi người nhìn của em này, họa tiết này. Siêu 100% cho em bản này ạ, 200k. Siêu 100% cho em bản này, mọi người nhìn cái vương miện, hai con hổ bê cái vương miện này. Em chào chị Trần Hường, em chào chị Hạnh Bùi. Mã 650. Mã 650 ạ, giá 200k. 139 của chị Hải Yến. Khăn dài đi ra cả banh Paris này. Cái này là dài, các chị có thể khoác như này cho em nhé. Đó, đi ra cả banh ạ, 200k, họa tiết xích. Mã 804 ạ. Em chào chị Su Kem, hello chị Yêu. Hello chị, à nho ha seo chị. Lụa cho em nè. Trời ơi, 180k, mã 126. Mọi người ai xem live, mọi người comment chấm chấm cho em để em biết xem nó có lát lủng không có chị. Ôi dồi ôi, đây một cái màu này. Cái màu này là cái màu em khẳng định là mọi người sẽ rất là hiếm thấy nhá. Bởi vì em làm bao nhiêu khăn rồi, bao nhiêu kiện khăn em mới thấy một cái màu mà nó như thế này. Bản này là một em đi sell fancy made in Italy. Một em made in Italy nhá, họa tiết Hoàng Yến. Màu của nó là tông màu ghi xanh. Được chưa ạ? Made in Italy. Lụa tơ. Có ánh gấm. Mã 962. Mã 962, nếu mà chị nào mà hay phối những cái gu sang sang thì cái tông màu này là với tông màu. Trời ơi, quá đỉnh. Mà nó hiếm đấy, tông màu đấy hiếm. Ho lắm đấy cha ơi, ho từ sáng đến giờ rồi, ho nhiều thì uống nước lọc vào. Viền đi tay cho em bản này nhá các chị ơi. 962 Suke. Bản này là của em Felix Hamler. Mọi người nhìn cho em cái họa tiết này để thấy rằng là khăn của nó đẹp ở chỗ nào. Man nhờ các chị nhờ. 200k cho em bản này, mã 944 ạ. Chất liệu lụa viền đi tay. Chất liệu lụa nhá, viền đi tay. Bản này một em săn cung xe này. Cái hãng này là một trong những cái thương hiệu làm khăn mà mọi người săn đón nhiều nhất. Săn cung xe 180k, mã 151 ạ. 180k, mã 151. Chị Su Kem ơi, chị tìm màu gì? Chị biểu em. Chị Hạnh ơi, chị thích khăn bé à? Hay khăn to? Ô, bà Uyên Phương kêu chết rồi, mình bị bỏ rơi. Hiệu đấy, nhã nhặn có một con hiệu Dior, Sukem còn có thêm. Từ từ nha em, lên lúc con đậm này em tìm nhã cho Sukem. Đẹp lắm luôn. Đây con này là cái gì đây? Cái này là cái nêm của nó góc khăn đây. Yukiho. Bạn này viền đi tay, em thề mọi người, cái khăn này cầm nó săn như cái khăn Dior luôn. Em thề luôn, bởi em bán khăn em có cảm nhận khăn rất là tốt. Đây này mọi người này, siêu 100% tác ở góc khăn này. 200k cho em bản này, mã 108. Màu này sang lắm nhá mọi người nhá. Mọi người nhìn này. Mã 108 ạ, chất liệu lụa viền đi tay. 200k, chị thích màu nhã nhặn đúng không? Em mua bộ thì thùy cùng đi. Nhã nhặn thì mặc được em. Chị Vũ Kim Hương ơi, đừng áo này thì chị mặc không vừa. Tính không ạ?
áo thì tình yêu cho em đến ngày mai nhá. Tại vì tối nay em sẽ về thêm một lô blazer mới. Blazer cũ thì em hết rồi. Thế thì blazer mới thì hẹn tình yêu là mai nhá. Tối mai em tiên sẽ lên. Chị Hương ơi, chị săn khăn đi, có khăn hiệu đấy. Em ơi, khăn đẹp rụng rời ra ấy. Đây. Em phải đeo kính và em thẩm khăn cho các chị nào. Đây ạ. Bản này tiếp tục một em siêu 100% xích nha mọi người. Chị nào thích nhã nhặn thì cái này hộ em này 200k mã 828. 200k mã 828. Nhã nhặn có thích hoa không hay là thích xích chị Sukem ơi? Sukem ơi, Sukem thích hoa hay thích xích? Ôi dồi ôi, tôi chết rồi. Con này Lan Vin. Có mắt như mù các chị ơi. Có mắt như mù, con này là Lan Vin Paris. Chị nào săn hiệu này. Lan Vin Siêu Scape đây rồi. Chị ơi, bản này của Lan Vin nhá. Đây, chị đã xăm hiệu này. Bản này là một em hàng hiệu Lan Vin Paris này. Mọi người này, Lan Vin Paris này. Được chưa? Để mọi người giá rẻ, bản này là 300k Lan Vin Paris cho mọi người nhá. Viền đi tay chất liệu lụa Lan Vin Paris, viền đi tay chất liệu lụa 300k mã 151. Em chào chị Trần Ánh Linh. Thích nhã nhặn hay là thích kiểu như là màu sắc sặc sỡ thì mọi người bảo em nhé. Đếm không? Ai? Từ từ, con này đang nhìn thấy cái tag của nó đâu. Luciano này. 151 của chị Sukem. Chả đặn sau. Ôi trời ơi, đây cái tag của nó tí nữa thì rơi này. Các chị nhìn em cái tag này. Bảo làm sao mà đây này, nó sắp rơi lủng liểng ra ngoài, còn mỗi một cái cọng chỉ để giữ lại thôi. Các chị ơi, khổ với thân em thế. Cô này tí nữa thì mất. Đây, một em Lucialo Sorani, họa tiết Hoàng Yến. 200k cho em bản này, mã 178. Mã 178 ạ. Giá 200. Ô, nhã nhặn à. Ôi dồi ôi, thế gì đây, đây đây, có con ISL này. Tí nữa ơi. Ôi dồi ôi, đâu. Khổ với thân em, nó trôi xuống tận đây. Úi gần chết. Đây, siêu 100% Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent nhá. Siêu 100%. 500k cho em bản này. Mã 166. Đấy, bạn làm thích nhã nhặn. Đây này, nhã nhặn con này cũng đẹp lắm này. Lụa gấm này. Con này đắc London nhá. Đắc London siêu 100% của em này. Trời ơi, để em đeo kính và em thẩm khăn cho các bác. Đấy các bác nhìn của em này, màu khăn này. Đắc London cho em bản này nhá mọi người ơi. 250k mã 352. Mã 352. Giá 250. Đắc London bản này là lụa bề mặt gấm cho em nhá các chị nhá. Lụa bề mặt gấm. Nhấn mạnh như thế để mọi người săn. Mọi người biết chất của khăn. Bề mặt gấm là anh gấm lên thì nhìn lúc nào nó cũng rất là mới. Ôi dồi ôi, các chị ơi, con này mà không săn thì săn con gì này. Ôi dồi ôi. Gani Serolamo. Ôi dồi ôi, tiếng Anh đọc không giỏi nhưng mà cái khăn này rất đẹp. Tác của nó đây này mọi người, nhìn tác của nó. Ôi dồi, thật sự luôn. Chất liệu lụa 200k.
200k cho em bản này mã 648. Cái bản này rất đẹp luôn. Mọi người ạ, màu đỏ là còn rất hiếm đấy. Từ nãy giờ màu đỏ ít lắm. 166 sang đi chứ. Mà lại còn xích phối với họa tiết hoàng gia. Lại còn kẻ. Đây. Kể cả các chị phối blazer cho em. Này. Nó là đỉnh của chóp luôn. Mắc ạ. Mã 648. 648 giá 200k. Này nhá, siêu 100% nha mọi người, họa tiết vương miệng này, phối với các họa tiết xích này. Bản này này, trời ơi, pơ soi 100% soi, trong tiếng Pháp của nó là siêu nhá, 100% siêu này, pơ soi này, made in Italy. 250k cho em bản này mọi người, 250k. Mã 857. Mã 857, 250k. Made in Italy. 352 chị Tiểu Mây. Đây đây, nhã nhặn đây. Nhã nhặn đây xung kem ơi. À cái con này em biết này, cái hãng này em biết này. Valentino Ruby Italy, cái hãng này em biết. Cái hãng này rất là đắt. Nó là một name nhãn hàng của Ý. Nó đắt dã man luôn. Valentino Ruby ở trên phố Hai Bà Trưng có một cái store của cái nhãn này. Valentino Ruby. Đây ạ. 250k cho em bản này nhá. Mã 536. Chị nào thích nhã nhặn này xung kem với con này, hàng hiệu mà còn nguyên tác này. Đấy, Valentino Ruby. Lụa gấm nhá mọi người ơi, lụa ánh gấm. Mã 536. Mọi người tìm tông màu gì mọi người comment cho em nhá mọi người ơi. Bản này là một em Tristan August Paris. Họa tiết hoàng yến phối hoa. 536 xu kem. Họa tiết hoàng yến phối hoa. Họa tiết hoàng yến phối hoa cho em bản này ạ. Lụa gấm Tristan August Paris, 200k, mã 109. Mã 109 ạ. Đây. Chị Nguyễn Nga, em chào chị yêu. Đây, họa tiết hoàng yến nhá, chất liệu lụa nhá mọi người nhá. Nói chung là khăn ấy, mọi người cứ thử ra phố, nếu ở chị nào Hà Nội ra phố Đinh Liệt, toàn khăn Quảng Châu với Trung Quốc. Polyester, sợi tổng hợp pha ni lông bán 4-500 nghìn. Khách Tây mà vào nó phệt còn 7-800. Đúng không ạ? Nhưng mà toàn hàng gọi là Trung của Liên. Làm sao được lụa Nhật mà màu sắc kinh điển như này, đúng không các bác? Mã 819 ạ. Mã 819 giá 200k. Mọi người ơi nè, 819. Em chào chị Nguyễn Nga, hello chị. Chị ơi, ôi đây đây, nhã nhặn đây. Ôi con này bị xước mất rồi. Con này lên mã tặng đi, Sukem ơi, Sukem lên con này mã tặng đi, con này đẹp lắm này. Nhưng mà nó bị dạn rồi, bị dạn một tí ở đây rồi. Nhưng mà nếu mà dùng mà gấp vào thì chả ảnh hưởng gì đâu. Lên của em mã tặng 622. Tặng cho khách có đơn trong like của em nhé mọi người ơi. Nó hơi bị dạn một tí. Nhiều khi khăn nó thế đó chị ạ. Em mỗi lần mà bị dạn như thế này em buốt từng khúc ruột.
lỗi thì toàn thật sự ra nếu mà xước một phát là phải tặng khách ngay, chứ còn tặng 622 của chị Ân Thái Ngô. Chứ còn thật sự mọi người là nó đây, ví dụ như cái này trả lỗi lầm gì Pia Bonman nhé mọi người nhé, Pia Bonman nhé, đó 250k cho em, mã 200k luôn, 200k mã 522 chị Nga. Nó gọi là 1.1 dạng nhẹ thì không tính, nhưng mà nó kiểu 2-3 nốt thì phải tính rồi, sao không tính được đúng không? Còn khăn nhà em thì trước khách chưa chê bao giờ, họ chớm lỗi phát lại tặng khách luôn. Chị có tìm khăn gì không chị Nga? Đây ạ, thực ra là con này lụa gấm này, lụa gấm nhé, họa tiết hoa vintage lụa gấm 200k, mã 525, mã 525. Đây, đây 522 của chị Nguyễn Nga. Ví dụ như bản này của em này, chả chị Thái Ngô xong. Đây, bản này quá đẹp luôn, xích nha mọi người nhìn của em. 200k trên bản này, lụa gấm. Mọi người nhìn họa tiết tôi đã thấy nó gọi là xứng đáng rồi, và tại sao? Em chào chị Ngô Thảo, 200k mã 849. Mã 849 ạ, giá 200. Khăn thì thi thoảng có phải có cái lỗi chứ làm sao mà không có cái nào. Còn lỗi là em cho nó lên đường ngay. Một em hàng hiệu Pháp này, Milano này, tông màu này. Cái này là khăn dài, các chị có thể choàng hoặc là cột nơ đều được nhé. Một em piano 180k mã 891. Hello chị Mỹ Duyên. Hello chị yêu. Đây, nhã nhặn cho em là cái này đây, không có lỗi lầm gì cả này. Mọi người nhìn của em. 180k mã cho em là 509. Mã 509. Eo ơi chị Nga con này đẹp lắm đấy. Chị Nga con này cực kỳ đẹp, không biết chị có thích màu beo không? Không, nó phải gọi là mới cóp. Siêu 100% họa tiết xích phối beo. 200k. Mã 897. Các chị tìm tông màu gì mọi người hú em một tiếng nào. Các bác nào. Đây, chị đã thích tông tối này. Em chào chị Tinh Kim Tú Ngô. Bản này màu tối cho em này. Ok tình yêu. Mã 137 nhá. Tông đen hồng vàng này. Mã 137 siêu 100%, 180k. Tông xanh đúng không chị? Đây để em tìm chị mấy con xanh đẹp nhức nhối nhá. Em hôm trước bảo Lan Yoga cũng thế chị ạ. Tú Ly ơi, phải tìm cho chị tông xanh. Chị thiếu mỗi tông xanh. Đây cái này, chị ơi tông xanh thì chấm em con này để chị nhớ đến em nhá. Xanh đỏ vàng nhá. Này, nhìn em cái tát này. Bơ soi. Soi trong tiếng Pháp của nó là siêu. Ở bên dưới nó là 100% siêu. Được chưa? Bên này của nó là này, cái dòng chạy dọc là made in Italy. Đó. Đây ạ. Họa tiết cho em này. Brand made in Italy nhá. Siêu 100%. Được chưa? 250k mã 5 à, mã 857. Mã 857. Đây chị ơi này. Hiếm lắm, con đấy nó cũng thường dạng gọi là cộng cán rồi đấy. Đây xanh em có con này hiệu Huy La Gió Tre. Huy La Gió Tre này. Xanh hẳn đây bác ơi. Viền đi tay này. Huy La Gió Tre này, tác của nó đây. 300k cho em bản này, lụa gấm. Mã 142. Chị thích xanh lá đậm hay là xanh gì? Chị yêu ơi. Hay là xanh la vi hay xanh tím? Xanh em có nhiều xanh đẹp lắm ấy. Nhưng mà mỗi cái nó đẹp một kiểu, không cái nào giống cái nào. Nói như thế để cho các nhiều.
Villa Dolce, đấy là các chị vào trong Tràng Tiền Plaza ở trên bờ hồ ấy, là có store trong đấy. Xanh đây nữa nha mọi người nhá. Cái bản này là lụa 100% này. Name của nó là Olivia Hassler. Đây ạ. Được chưa? 200k mã 159 tông xanh đây, thấy không dấu không? Xanh lá. Olivia Hassler nhá. Cái nhãn này này là mọi người săn áo lông thú tự nhiên, lông thú thật của em năm ngoái là có cái Olivia Hassler này. Vào đông mà mọi người muốn săn lông thú thì gặp em tới công chuyện. Được gì để mà lông nhân tạo làm gì cho nó bếp. 137 chị Hà ấy. Siêu 100% viền đi tay này. Không, hôm nay thứ 7 mà mẹ. Nó bên Bà Nội rồi. Tao sang 200k mã 180. Sang 200k mã 180. Em thắt lên xem có cái nào không xanh nhập về không để chị lên hiện ra. Còn cái nào khác biệt gì gì. Được cái xanh này, xanh tím đấy đấy. Bà nói con đấy chị nhớ nhầm là hiệu đấy. Mario Valentino nhé. Đây rồi, bà Uyên Phạm đây rồi. Đây ạ, bản này Mario Valentino. Chị Uyên ơi, chị chấm lên để em lên khăn kẻ chị nào. Mario Valentino, lụa gấm viền ly tay, mã 905, giá 200k của em hàng hiệu Ý. Nào, em chào chị Huyền thôi ạ. Chị ơi comment lên để em tìm. Làm cho các chị. 159 San Linh Trần. Tông xanh phối họa tiết Hoàng Yến cho em bản này. Hai trăm k. Mã cho em bản này là 893. Đây cái này xăng cũng xa này, chị nào thích xăng xanh la vi này. Cái này là xăng cung sa 180k chất liệu lụa. Chả chị Thanh Tuyết. Nhà mình giờ này cũng mấy Thanh Tuyết cơ. 180k. Mã 151. Đây này, màu này cũng rất là sang này. Cái này là eo nhá. Một em hàng hiệu Pháp này, eo này, Paris này. Mọi người này, một em El Paris. Cái này các chị có thể choàng nhé, choàng hoặc quấn hoặc phối tùy ý mọi người đây. Choàng thì có thể choàng hoặc quấn phối tùy. 200k mã 881 El Paris. Màu đẹp không? Màu này bao thạng sang có su kem không? Con này đẹp này, con này đẹp quá này. Su kem thích nền nã này. Chị Nga ơi, chấm lên con này đẹp lắm nhá. Con này nó là tông xanh tím ạ. Bản này nó là tông xanh tím nhưng mà họa tiết của nó thì tuyệt vời luôn. Mà khăn này là bản to. Tông xanh tím, chất liệu lụa viền đi tay. Cái này đúng là cực kỳ tươi. Cái này là Philip Hamler. 300k mã 944. Mã 944 ạ, giá 300k. Em thấy sao chết rồi, vừa giận mình béo. Trên line mặt tròn cũng mù. Các chị thích tông màu đậm để ý. Để ý bản này cho em một em bao. Đây ạ, một em design by Paolo Gucci này. Siêu 100%. Đây tác của nó đây. Ông Paolo này là phó chủ tịch của tập đoàn Gucci nha mọi người. Lụa bề mặt gấm. 250k cho em bản này. Mã 862. Mã 862 ạ. Uống của nó đây mọi người nhá, viền đi tay.
3862. Eo Minh Hoa nó đẹp kiểu hoa. Tiếp tục bản này cho em này. 151 tiểu mây 180k. Mã cho em bản này 723. Mã 723. Đây em có cái bản này kẻ đỏ này. Họa tiết yên ngựa ấy. Kẻ đỏ họa tiết yên ngựa này. 200k. Mã 986 ạ. Mã 986 nhá, giá 200k. Mã 986. Ngay đưa con Dior chị. Đây, Tristan Dior nhá. Ai săn thì mọi người chấm cho em. Hiệu chỉ còn con này thôi. Hermès vừa lấy chị Phương Nguyễn chốt ra rồi. Đây ạ, Tristan Dior này 986 chị Phúc Kim Hương. Chị Hương ơi, Dior đi chị. 100% siêu, 100% CETA, made in Italy. Dior nhá mọi người nhá. Dior nhà em bán giá là 2 triệu. Viền đi tay, mã 545. Tristan Dior. Mua mới cả ngàn đô đúng không? Chuyện. Đâu chị Hương, chị chốt cái gì đó? À. Cái đấy đẹp chị Hương ạ. Đây. Chị Hương ơi, chị tìm một tìm màu gì không? Chị bảo em. Đây này, con này Mirai này. Thì luôn cái họa tiết của nó mọi người ạ. Nó mọi người thấy nó quắc lên không? Màu nó quắc lên không? Mirai C cho em bản này nhá. Đây này, kể cả mọi người phối với blazer cho em. Mirai C made in Italy. Mọi người thấy cái màu nó không bình thường không? Nó kiểu quắc lên ấy. 200k mã 169. Mã 169 ạ, giá 200k. Em hát hết chỗ đấy vào đây cho chị được. Em bỏ cái 169 ạ, đấy, riêng cái đấy ra, còn lại hết lên đây chị. Nào mọi người comment cho em đi nhá. Chị mua cái này đẹp này. 723 màu, mọi người nhìn màu cho em. Siêu 100% cho em bản này. 200k mã 805. 200k mã 805. Còn 805 thì quá đỉnh thật. Nhìn họa tiết đã đủ say đắm rồi các chị ơi. Bao say đắm. Hả? Chói à? Chắc là chị cúi xuống là màu đen rồi mà. Không nhận màu đen nên nguy hiểm nhỉ. Toàn đoán này. Mọi người hỏi màu em với xem là thích màu gì để em lên nào. Đây này, cái này mới là cái đẹp này. Đây ạ. Em chào chị Vũ Thị Thu Giang. Em chào chị Nguyễn Trang. Đây mọi người nhìn của em này. Siêu 100% này. Còn này đẹp dã man nhá, 200k. Mã 648. Mã 648 ạ, giá 200k. Con này vừa xích vừa họa tiết này. Vừa kẻ này. Con này siêu 100%, con này không một lỗi lầm gì mới, thì gọi là kính con. Chị Hương bận là xem được nước phố ai? Monten lúc đó. Chị Hương á? Nước phố Monten đó lúc còn lúc hiện. Mã này là 684, Hương ơi, cái này đẹp chốt đi. 648 nhầm, đọc nhầm. Mã 648 con đấy chị Hương ơi, con đấy rất đẹp.
màu hồng cho em này, chị nào đồng bóng một tí đi, sang màu hồng đi, này lụa. Mọi người nhìn cho em này, họa tiết Gothic này, đây là họa tiết Gothic các chị nhá. Và đây là họa tiết Gothic mà phiên bản gọi là bự. Mọi người thấy những cái họa tiết Gothic mà mọi người săn ở sơ mi ấy. 648 thì vô kim hương. Là những cái này này. Đó, họa tiết Gothic ạ. 200k mã 871. Chị Hương ơi, xong đây làm gì bận thế, hôm nay thứ bảy mà chị. Chị mình hôm nay sao bận thế nhỉ? Tưởng thứ bảy là được nghỉ. Chị ạ. Thế là chị tôi lại bận. Mã vừa xuống là mã Gothic nha, Gothic là hiếm lắm đấy mọi người ạ. Mọi người chốt đi bởi vì là Gothic hiếm. Em nói luôn là họa tiết Gothic rất hiếm, trong khăn là rất hiếm. Mọi người thấy từ đầu đến giờ mới có một con Gothic để lên cho mọi người là cái bản vừa xuống là mã mã gì ấy? Mã 871. À, hình như là bà Hương bảo con thích họa tiết beo báo hay sao ấy, có một người tôi cứ xanh xanh. Xanh xanh. Pia cạc anh ạ. Áo em mặc chị không vừa đâu chị Hương ơi, không vừa. Em mặc còn đang hơi bị đây này, hơi bị chật bắp tay đấy. Chứ không phải là khó gì cả, em đang mặc còn đang bị chật bắp tay nên là chị mặc sẽ không vừa. Chờ em đi chiều nay độ 5-6 giờ là bạn ấy giả bên Giật Là giả cho em cái lô blazer mới về. Thì ngày mai em like thì em trước khi like em bảo chị chọn cho nó vừa. Chứ em mặc còn đang đây này, nhìn thấy ông lách còn đang chật đây này. Chẳng qua là đang không có hàng, hết hàng nó khoác dạng một cái để lên like cho mọi người nhìn khăn cho nó nét ấy. Mã 974 đây này, bắp tay còn đang chật thít vào đây, chị nhìn thấy không? Nó có cái độ thoáng đâu. Mã 974 bản này nhá. Chứ không, em không phải như người ta là khách cứ thích là dúi cho khách bán về bán cho khách lấy tiền đâu, về chắc chắn bản này chị không mặc được. Vì nó chật. Mã 974 ạ, giá 200k bản này pia gạch đanh, mọi người nhìn của em này, còn tan nhá. Đây, chị nào thích nhã nhặn này. Chị nào thích nhã nhặn này. Bản này cho em này. Đây rồi, chị Uyên Phương ơi, chấm đi. 180k mã 139. Hello chị Uyên Phương. Chị Uyên Phương ơi, chị chấm cho em để em lên cho chị ít khăn kẻ nào. Em chờ chị từ nãy giờ luôn. Em chào chị Hoàng Dung. Em chào chị Hoàng Dung này, chị Uyên Phương này. Ô, các chị ơi, cái chị Vũ Kim Hương ơi. Cái bản này vừa em gọi tên chị mà không thấy chị gì cả này. Con này là made in Italy này. Này, họa tiết Vương Biệm này. Con này đỉnh lắm đấy nhá, Pia Càng Đanh. 974 chị Minh Nguyễn. Chị Nguyễn Tào chị Nguyễn. Chị Nguyễn Thuộc có khăn đỏ không? Có, đây đây lên, em chờ chị từ lấy đến giờ đây để lên cho chị khổ với thân em. Vì hôm qua em quên mất, em xin lỗi chị, hôm qua em bận của em quên. Khăn nhỏ đây bây giờ em lên. Bản này là, à chị Nguyễn Đào ơi, có khăn hiệu đấy, chị có xem không? Bà Nguyễn Đào đây rồi này. Được chưa ạ? Bản này nhá, bản này là một em. Đây, made in Italy. Versoil. Siêu 100%. 250k cho em bản này, con này quá xuất sắc luôn các chị ạ. Tìm ở đâu ra được một em như thế này. Mã cho em bản này là 857. Mã 857. Và Vũ Kim Hương đồ tổng đẹp đẹp lắm. Nào, khăn bé nào các chị ơi. Ai hỏi, à bây giờ lên khăn bé kẻ cho chị ấy đã. Khăn bé kể cho chị Uyên Phương. Chị cứ hỏi gì em lên nhá. Chị Nguyễn Đào chị có hỏi gì không thì chị bảo em để em lên nhá. Riêng bà Nguyễn Đào là em hay muốn tiếp trên live lắm vì bài bận. Và chị gọi là sát thủ tranh thủ đó. Tranh con nhà bà thủ đó. Đây ạ. À. Động một like vừa sâu kẻ đây chị ơi. Chị Uyên Phương ơi, kẻ đây nhá. Em chào chị Phạm Phạm Hương. Kẻ cho em bản này này, con vuông nhỏ này. Đó. Mã 915. Giá 50k. Ôi dồi ôi, con này còn hiệu đắt này. Đây ạ. Kẻ này, bản này đắt này. Đắt 100k mã 908.
Đắk London nhá, 100k mã 908. Các chị thích tông nào? Khăn xanh kẻ đây, xanh kẻ đây, xanh kẻ nhá mọi người ơi. Đây xanh kẻ họa tiết Hoàng Yến ở Nhấn Viền cho em này, 50k mã 821, 50k mã 821, 915 của chị Uyên Phương. Chị Nguyễn Đào ơi, con này quất luôn. Họa tiết Hoàng Yến đây, phối bên xanh. Chị Nguyễn Đào là chị thích xanh, khăn màu xanh với cả xám đúng không? Xám xanh. Đây ạ, 50k cho em bảng này, mã 850. Mã từ từ mọi người, xin lỗi, mã 801 nhá. 821 của chị Nguyễn Đào ạ. 801 là bản này nhá, từ từ em tìm cho. Đây màu xám đây chị ơi, Pia gạch đanh màu xám này, chị yêu dấu ơi, Pia gạch đanh nhá, chị Đào này. Chị thích xanh xám thì đây là của em màu xám. 100k mã 845. Kẻ đây chị Uyên Phương này. Kẻ này một em hàng hiệu Chap này. Hàng đây này, một em hàng hiệu Chap. 50k mã 82, 50k mã 82 Chap. Đây kẻ xanh đây ạ, Đắk London. Kẻ xanh Đắk London hiệu đây nhá chị nhá. 100k mã 590. 100k mã 590 Đắk London. Mã 82 của chị Uyên Phương. Pia Bonman này, hiệu đây chứ đâu ạ? Pia Bonman nhá mọi người nhá. Pia Bonman. Pia Bonman 100k mã 719 này. Mọi người nhìn xem cái viền của nó dã man không? Pia Bonman ạ, 100k mã 719 này. Chị đất cao cái xám trong lòng em ý. Cái này á chị, cái này là Pia Cạc Đanh còn tác. Pia Cạc Đanh ạ, còn tác 100k mã 855. 100k mã 855. Eo ôi, con này đẹp kinh khủng biển này các bạn ơi. Họa tiết của nó, ôi rồi ôi, từ từ nhá. Chap Ralph Lauren, con này ánh gấm của nó, mọi người nhìn thấy cái ánh gấm của nó có xích với cả cái mỏ neo không? 855 của chị Nguyễn Đào. Mã 72 ạ. Bản này Chap Ralph Lauren nhá, 100k cho bản này. Mọi người nhìn thấy cái ánh gấm của nó phối xích với cái mỏ neo. Một em Mario Valentino này, màu xanh ghi ạ. Cái này là tông màu xanh ghi á, cái này còn tác cho em này. Mario Valentino có bắp, cái hiệu bắp xanh caro có chị ơi, có hình như là có một hai cái là hết rồi, chờ em một tí nhá. 100k mã 656, 100k mã 6 đây, bắp màu xanh còn không. Không còn rồi, bắp thì còn màu này. Chị Nguyễn Đào bảo không có khăn to. À em có khăn to chứ chị, khăn to hiệu có Dior, Christian Dior thì có săn không? Có khăn to chị ơi, khăn to chị tìm tông xanh xám đúng không? Để em lên cho chị, chờ em một tí. Chị Uyên Phương ơi, kể chị như thế đã đủ chưa chị? Chị Nguyễn Đào có. Ok, đưa cho chị con Christian Dior cho chị. Đây chị ơi, chị chỉ vào muộn quá, vừa lấy của con Hermes đẹp ơi đẹp. Chị Phương Nguyễn chị chốt mất rồi. Đây ạ, viền đi tay nhá mọi người nhá, siêu 100%. Tang của nó đây, 100% soi, 100% seta, 100% siêu, made in Italy. Viền đi tay được chưa? Dior nhà em giá là 2 triệu, mã 545. Mã 545 ạ. Tristan Dior, em đọc lại đi một tí không còn nó quét em nói em. Chị biết thua kẻ đâu kìa em. Kẻ đâu đâu. À kẻ đâu đây, rồi 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 em lên. Mã 545 Tristan Dior, made in Italy. Đây kẻ nâu đây á. Chị ơi kẻ nâu này đúng không? Chị thích kẻ nâu này đúng không? 50k, 50k mã 20. Hiểu hết rồi, con Dior đấy là hết chị nhá. Còn món đi hết rồi lại hết. Chị Nguyễn Đào hai cái kẻ dưới nữa nhé. Vâng. Đây ạ, kẻ đây. Hugo Valentino. 50k mã
835. Để em kể em cứ lên hết cho các chị biết. Thế chị thích tông gì? À xanh xanh cơ. Chị thích tông xanh cơ. Rudo Valentino này. Một em hàng Ý này. Rudo Valentino 50k mã 546. Đâu đây? Để em Trang ra đây tìm cho chị mấy cái khăn store mà màu xanh với cả màu ghi ấy. Cứ xanh với ghi để đây chị lên cho chị Nguyễn Đào. Mã 824. À? Ừ. Đây này, tông ghi với cả tông xanh. 824 là 50. Đây. 204 của chị Uyên Phương. Chốt study nhá chị ơi. Chị nó thích tông ghi chốt study còn nguyên tác. 100k mã 868 ạ. 100k mã 868. Đây CK đây chị ơi. Ghi ạ. Ghi xám cho em nhá, một em CK ạ. CK 100k mã 816. Viền của nó đây mọi người nhìn cho em cái viền. Xanh màu xanh với màu ghi hoặc là xanh phối ghi. Xanh cây hay xanh biển? Ừ, xanh navy ấy. Xanh nhạt ấy, xanh như này, xanh như này này. Pia Bonman Paris này. Chị ơi màu ghi nhá. Pia Bonman Paris màu ghi là một cái màu mà nó rất là sang. 868 chị Nguyễn Đào. 100k mã 692. Không phải ai cũng dám cuối màu ghi, bởi màu ghi là một tông màu rất sang nhưng mà khó mix. Chị đã chị Nguyễn Đào chị phối những cái màu mà thật sự ra đến em còn sợ em không dám phối. Chị ơi kẻ đây chị Uyên Phương ơi. Chị Nguyễn Đào xanh viền lên nhé. Vâng. Xanh có viền đúng không? Đây. Xanh viền này là Ralph Lauren ạ. Một bản này là Ralph Lauren 100k. Mã 683 Ralph Lauren ạ. Ôi giời ơi, chị Đào ơi, được con này xịn quá chị ơi. Villa Dolce này. Cái con Villa Dolce này là xịn chưa? 683 chị Nguyễn Đào. 180k mã 152 Villa Dolce này. Trời đất ơi. Cái này hôm nay các chị vào trang tiền nó ra mà xăng. Là có store ở đấy. Villa Dolce 180k mã 152. Rồi ôi, cái tông đấy là tông màu xám ánh xanh. Ờ đây 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 đây. Éo ơi, Bảo Uyên Phương mà tinh dã man. Đây ạ, bắp răng bơ. Bắp răng bơ ạ. Hình như còn mỗi con này thì sao? 200k mã 808. 200k mã 808 bắp răng bơ. Ừ đúng rồi, ở dưới đây. 152 chị Nguyễn Thảo. Đắc London nha mọi người ơi. Đắc London ạ. Đây ạ, viền của nó đây ạ. Đắc London 100k mã 983. Đắc London 100k mã 983. Đây xanh đây. Xanh là gì đây? Con này mới nguyên này, còn nguyên tác này. Chưa bắt luôn. 50k cho em bản này. Mã 539 ạ. Mã 539 giá 50k còn nguyên tác. Chưa hề bắt. Em xem vào trong đống này này em. 808 chị Uyên Phương. Kenzo đây ạ, chị nó săn hiệu nhá. Màu ghi này. Màu ghi xanh ạ. 150k Kenzo. Mã 996. Xanh này chốt xa đi ạ. Chốt xa đi nhá mọi người nhá. 983 của chị Uyên Phương. Chốt xa đi này. Còn nguyên tác ạ. 100k mã 549 ạ. 100k mã 549 chốt study. Chu study, chốt study đấy, em đọc thuần Việt, nếu mà đọc có sai tiếng Anh thì mọi người thông cảm, của em đọc không chuẩn tiếng Anh đâu. Pia Bonman Paris này, nhấn viền này. 100k mã 642. Chị
chỉ đam mê kẻ xanh thôi. Năm 39 của chị Nguyễn Đào. Ôi dồi ôi. Bắp rang bơ còn nguyên, uống nha. Ở phần nguyên tang, bắp rang bơ lân đần. Đây, kẻ xanh đây chị Đào ơi, của chị đây. Được chưa? Về cái tác này về chị tự bóc ra, còn cái tác theo của chị Nguyễn Đào 200k cho em bản này. Chị Uyên Phương ơi, chị thích thì có thể chốt luôn bản này nha. 200k mã 560. Bắp rang bơ ạ, kẻ xanh ạ. Chị Nguyễn Đào nhắn mã nhiều sao chẳng đọc. Em đọc to lên, em đọc rất bé luôn ấy. Chị ngồi đây chị nghe mày đọc chị còn khó chịu chứ đừng nói là khách. 539 của chị Nguyễn Đào ạ. 549 của chị Nguyễn Đào. Đọc em đọc cứ mình em nghe thấy đâu chị, ở đây đặt ra từ đây ra đến đây chị đã thấy nó bé rồi. Mà từ nãy like trước chị đã nhắc rồi phải không? Đọc comment đọc như kiểu mình nó nghe các chị ạ. Mà cơm thì ăn một bát thề luôn. Suất cơm cả cái đùi gà to đùng mà nó cứ như kiểu là đói lắm mà đọc như con hụt hơi các chị ạ. Điên thế chứ. Đọc to lên em nhá. Bản này mã 560 ạ. Chẳng lẽ em lên mẹ mày quay camera lên lên cho các chị xem nó ăn một bát cơm gà to như thế nào. À, nó đọc đấy, nói to thế. Đấy, nó cãi thì nó cãi to lắm các chị ạ. Con ngang ngủ này. 560 của chị Nguyễn Đào ạ. À. Tông màu kẻ ghi. Kẻ màu kẻ ghi nhá. Rinoma. Rinoma nhá. Tôi chết rồi. Sao này? Em ơi, tự nhiên máy bên này của chị lên báo supply nè. Supply á? À không phải, vẫn được. Này, mày đừng lấy cái ấy nó cái link Mi Nguyễn của chị nó báo khóa comment rồi đấy. Thế tự nhiên nó báo khóa cái gì đấy? Đây ạ, à, Rinoma 100k mã 885 ạ, mã 885 Rinoma. Đây kẻ đây chị Nguyễn Phương ơi, kẻ đây ạ. À. 50k mã 639 ạ. À. Kẻ đây ạ, 50k mã 639. Từ em tìm cho những các chị những con nào kẻ xanh nó đặc biệt thì thôi. Đây, kẻ đây. Rồi con đầu tay đẹp đẹp quá này. 639 của chị Uyên Phương ạ. Ôi dồi ôi. Tính mình là cứ cái nào đẹp mình rút ra. Lên chỗ này đã nhá. Đây. Nào. Bắt đầu nha mọi người. Pia gạc đanh ạ. Còn nguyên tác với tem của nó nha mọi người. 100k. Mã cho em bản này là 978. Mã 978 ạ. Mọi người nhìn hộ em này. Đó, 100k. Chị nào thích kẻ xanh và đây là tông màu xanh, kẻ siêu đẹp 50k. Mã 593. Tiếp tục kẻ nữa này. Ôi dồi ôi, con này là cái gì đây? Escape by Pia Cạc Đanh này. Mọi người nhìn cho em cái viền 100k. Mã 854. Mã 854. Bản này một em hàng hiệu Ý này. Valentino cái gì ấy, Valetto ấy. Đây ạ, xanh viền cho em bản này nhá. Còn em hàng hiệu Ý, 50k mã 540. Xanh đây chị ơi. 539 của chị Mimi. Rồi, bản này polo này. Polo kẻ xanh cho em này. Polo kẻ xanh. 50k mã 516. Nâu tây. Nâu tây nhấn viền cho em này, kẻ nâu tây nhấn viền nha mọi người ơi. Họa viền của nó là họa tiết giọt lệ xoắn pai ly. 50k mã 961.
xanh đây chị ơi. Trời ơi, con này hàng hiệu Pháp. Con này hàng hiệu Pháp, tiếng Pháp. 516 chị Nguyễn Đào. Beautic 129 V-Ray. Ôi trời ơi, con này hàng hiệu Pháp, không biết đọc tiếng Pháp đâu. Xanh, gấm. Mã 853 giá 50k. Con này thì thật sự là quá xịn rồi. Giorgio Valentino. Đây ạ. Cái tag của nó chắc là bị mới rứt ra này, còn chưa rứt hết này. Giorgio Valentino bản này 100k nhá. Giorgio Valentino mã 354 ạ. Giorgio Valentino. Có No Caro. Đây. 853 của chị Nguyễn Đào. Đây chị ơi, giống màu của Đắp đây ạ. Chị yêu ơi đây. Chị Uyên Phương ơi, 50k. 50. Ô, Trang ơi, không tìm thấy cái nào á? Đấy, có mấy cái kia thôi, xanh không có đâu. Mã 882, mã 882. Chị Đào ơi, đây. 882 giá 50k. Tìm cho bà Đào mấy cái con to màu xanh nào. Xanh và kẻ có. Mã 984 ạ. Mã 984 giá 50k. Đây kẻ đây ạ. Kẻ nâu, kẻ xanh. Đây, em sẽ lên hết kẻ trong lòng em. Mã 935. 935 giá 50k. Kẻ ghi ạ. Và đây còn nguyên tác Tristan Brand cái gì ấy. Ok. Được chưa ạ? Mới nguyên tác này, 50k. Paris Tristan Paris mã 121. Kẻ xanh 50k mã 903. 50k mã 903. Chốt Sadi này, một em hàng hiệu Chốt Sadi. Gấm kẻ xanh đen mã 713 100k Chốt Sadi. Bản này Pia Bon. Pia Bon Men cho em bản này nhá. Pia Bon Men ạ. Pia Bon Men 100k mã 73. Pia Bon Men 100k mã 73. Chị Uyên Phương ơi, chị tìm màu gì chị hú em một tiếng nhá. 713 chị Nguyễn Đào thì Hà Chi sao? Cho em bản này ạ. Mã 538. Bốn bên có logo cấm. À từ con này tên là gì đây? Em xin lỗi mọi người, bản này Chốt Study ạ. Chốt Study ạ. Mã 538 100k. Chốt Study ạ. Mã 538 100k. Chu Study đấy mọi người ơi. Chị Uyên Phương ơi, cái kẻ này cũng đẹp này. Nhẹ nhàng. Con này cũng là Chốt Study ạ. Chốt Study 100k mã 6, mã 698. 538 của chị Nguyễn Đào. Năm mươi k cho em bản này ạ. Mã 136. Mê ca cho em bản này. Mã 807. Ok chị. 698 chị Nguyễn Đào. Bản này một em hàng hiệu Ý nhá mọi người ơi. Một em hàng hiệu Ý ạ. 50k. Bản này còn tác ở cuống này. Mã 879. Đây bản này Đắc London đấy ạ. Đắc London này. Viền kẻ xanh Đắc London 100k. Mã 156 ạ. Em chào chị Nguyễn Thảo, chị Yến Lam ạ. Đắc London 100k. Mã 156. 807 chị Nguyễn Thảo.
đỏ tím là cái nào đấy hả em? Mình nhìn hộ chị xem là mình cam đỏ tím là cái nào. Đây ạ. Hả? Cam đâu, làm gì có cam? K mã 803. Renoma Six, Renoma Six ạ. Renoma Six ạ. 100k mã 887 Renoma. 803 chị Uyên Phương. Màu xám ạ. Mã 510 kẻ xám ạ. Kẻ ô màu xanh vàng nhé. Polo cấp 50k mã 617. Mã 617 ạ, giá 50k. 587 của chị Trà My. Pia gạc đanh mã 909. Pia gạc đanh mã 909 giá 50k. Chị mới đảo cái màu mè thì rồi. Mã 143. 50k mã 143. Mario Valentino ạ. 100k mã 164 ạ. Mọi người nhìn vào em này. Mario Valentino 100k. Ở này biết Italy nhá. Mã 164. Đẹp nhở. Cái màu đấy đẹp dã man luôn. Thế nó rơi xuống mình không hề hay biết. Chị Lê Duyên. Rồi chị ơi chốt đi. Bạn này hàng hiệu Paul Smith này. Paul Smith ấy mọi người ơi, em đọc tiếng Anh nó không chuẩn. Được chưa ạ? Thôi bạn này cũng bể rẻ mọi người. Mã 870 Paul Smith 50k. Mã 901 Duck London ạ. 901 Duck London 100k. Paul Smith con cái con xanh vừa. Điền đẹp quá, 50k mã 925. Mã 847 giá 50k. Xanh viền cho em bản này. Mã 166 giá 50k. Mã
con này hàng hiệu Niraisi này. Niraisi 100g. Mã 528 Niraisi. Úi giời ơi, xanh ghi đây chị Đào ơi. 50k. Mã 180. Một chiếc mẹ. Cô giáo đến rồi, giờ vẫn còn đang live stream mà. Các chị ơi, hỏi lên rồi em mới về đi lên tập yoga. Cô giáo em đến rồi các chị ơi. Roberto này. Buy made in Italy này. Mã 165. Mã 165 ạ, giá 50k. Rồi, các ai hỏi gì nữa không các chị? Có ai hỏi gì nữa không các chị ơi? Kết thúc live đây. Mã 921 ạ, giá 50k. Kẻ này. Kẻ này chị Đào này, 50k mã 906. Mọi người em sắp kết thúc live rồi, mọi người tranh thủ nhá. Úi dồi, có đèn còn mới nguyên này. Đắk London ạ, Đắk London còn nguyên tác này. 100k mã 996. Valentino Ruby này. Vừa nãy chị Đào chốt được cái hãng này này. Valentino Ruby này. 100k mã 990. Pia Bonman này ghi này. 906 chị Nguyễn Đào ạ. Chị Hải ghi sao thì lên duyên sau. Chị ơi, chị gửi nhắn cho bà biết sang thì bà có sang không? Bà bảo em là bà có sang đấy. À thế à? Thế mà cứ hẹn thì đúng rồi. Đây, chờ một tí nhá, sắp xong rồi 5 phút. Pia Bonman. Chị Nguyễn Đào bảo là khăn to có cái nào không em lên nốt đi không lại dừng. Đây 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 đây. Pia Bonman nguyên tác nha, 100k. Mã 681. Mã 681 100k Pia Bonman. Đây 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 đây. Mình khăn to nhanh lên không, một chương trình kết thúc rồi. Chị ơi, cô giáo em đến rồi, em dẫn ngồi đây các chị ơi. Đây. Pia Cạt Đanh. Nhấn viền xanh ạ. Pia Cạt Đanh nhấn viền xanh. 100k mã 508. Trang ơi, mày không tìm được cho chị cái khăn xanh nào à. Nào em lên khăn ra to cho chị Đào khoảng 2 3 cái là em xin. À đây. Đây ạ. Bản này nhá. Ui giời ơi, logo nó theo nhá. Bản này cho em này. Đẹp chưa? Đắk London 100k mã 552. Tiếp tục. Đắk London tiếp này, nhấn viền này. 100k mã 941. Còn mỗi mấy cái đẹp này em lên nốt rồi em đi lên thăm to đây. Tại vì nó đẹp quá. Đây này, màu đẹp chưa? 50k cho em bản này, màu đẹp quá. Mã 813. Màu đẹp chưa? 813. Chị Nguyễn Đào. 813 chị Lê Duyên. Hoa đẹp luôn. Polo, một em polo này. Polo cho em bản này 100k mã 960, logo dập quanh khăn luôn. Mã 960 100k. 960 100k. Đây kẻ xanh đây. Chứ rồi đi tìm cho bà Đào cái khăn to đi, không là đến lúc là mệt mỏi lắm. Mã 582. À 852 em xin lỗi mọi người. 852 50k. Đây ạ. Tiếp tục bản này nhá. Kẻ này. 50k mã 146. 50k mã 146. Ủa, cô này kẻ đẹp chưa này, chị Nguyễn Phương ơi này. Rinoma, Rinoma nhá. Rinoma 100k mã 512. Rinoma 100k mã 512. Báo Nam Hải chị Nguyễn Đào. Ôi. Pia Cạc Đanh à. Lụa gấm nhá. Pia Cạc Đanh 100k mã 948. Cái này là cái gì ấy? Cái gì Valentino ấy? Valentino này. Còn em hàng hiệu Ý thôi. Mã 89, mã 869 giá 50k. Em muốn lại chị Thái. Rồi em đi tìm khăn cho bà Đào, đây là xong rồi, cũng chương trình kết thúc nha các chị nhá. Nào, màu xanh với màu ghi đúng không? Lốt cho chị Đào nha, rồi em tắt like đây. Chị ơi, chị tìm họa tiết gì?
Đây, ví dụ màu xanh nhá, là như này là đẹp này. Xanh nó sẽ không có xanh không, và nó sẽ có là kiểu xanh phối đỏ, hoặc là chị thích xanh phối ghi hay xanh phối đỏ thì chị bảo em nhá. Nào. Đây ạ. Siêu 100% nha mọi người nhá, 200k. Mã 106. Bây giờ sẽ lên toàn tông xanh với tông ghi nhá. Các chị nghe kỹ xem ưng cái nào thì mọi người chốt nhá. Bởi vì em sắp kết thúc live rồi đây. Chị nào phối ghi nhỉ? Xanh phối ghi, ok ok. Đây ví dụ như bạn này xanh phối ghi nhưng mà kiểu gì nó cũng có tí vàng ở đây. Đây chị yêu ơi. 106 chị Nguyễn Đào. Siêu 100% cho em bản này 200k. 200k. Mã 120. 200k mã 120. Xanh phối ghi, phối ghi. Đây. Chị ơi ghi đây. Cái này tông ghi luôn đấy. Cái này. Tia cạc banh đây ạ. Chị ơi. Tông ghi luôn nhá, tông ghi trắng nhá. Pia cạc banh. Pia cạc banh ạ. 250k mã 112. Đó, tông ghi đấy. Chị cứ đảo lên cái vừa bước xuống đi. Cái vừa bước xuống là cái nào? Chị bỏ mày ạ. Cái này. Chị Đào ơi, cái này chị thích thì chị lên em mã tặng nhá. Bởi vì nó có bị nó hơi bị bẩn ở giữa này nên là em định không lên. Chị lên của em mã là 142 chị Nguyễn Đào. Tặng 556 nhá. Tặng 556 ạ. Lên của em mã tặng 556 bởi vì nó hơi bị bẩn nhẹ ở giữa nên em định không lên. Xanh thì ghi đúng không? Khổ cái thân tôi lắm cơ. Tông xanh nhá, siêu 100% này. Tặng 556 thì Nguyễn Đào. 200k mã 846. 200k mã 846. Có những người để chế thích đỏ với vàng, còn bà Đào bà lại chế thích xanh với ghi. Khổ thế. Cái này lâu cũng đẹp này. Hai trăm k mã 858 ạ. 200k nhá, mã 858, màu này cũng đẹp. Để em tìm màu ghi nhá. 36 trà mi. Đây ạ, họa tiết yên nhựa phối xích. 858 thì Nguyễn Đào trà mi sau. Mã 873. 873 màu ghi phối xích họa tiết yên ngựa, mã 873 là 200k. Thế mà sáng nay vòng quanh bà hỏi em thì đúng rồi ấy chị. Pia Bonman ạ, Pia Bonman nhá, 100k màu ghi mã 815. Pia Bonman. À đây rồi, tông xanh đây. Tông xanh đây chị ơi. Tông xanh phối ghi đây. Trời ơi. Tông xanh phối ghi cho em bản này nhá, 250k siêu 100% viền đi tay toàn bộ. Mã 108. Cái này thì luôn cái chất này của nó xăm như cái con Dior lúc đấy luôn. Trời ơi, phải xỉ xem thế nào chứ mình ho. Như quốc kìa. Phải uống thuốc vào đi. Cái này còn sót ở đây một con bắp rang bơ nhá, còn sót một con bắp rang bơ này. 108 thì Nguyễn Đào phải ăn sau. Bắp rang bơ kẻ xanh nhá, 200k mã 138. Nghe khổ thân con bé nó ho. Con này nóng bỉm không bạn? Đang trêu nó. Đây ạ. Bản này là Đắc Lân Đần nhá. Hả? Ho lâu hết rồi, từ tuần trước chị đến đã thấy ho rồi. Yeah. Không, hôm nay mình thấy nó đây, bạn này Đắc Lân Đần nhá. Đắc Lân Đần này có tông ghi nhá, tông ghi này với cả tông tím. 138 chị Nguyễn Đào. 300k mã cho em bạn này là 352. Đắc Lân Đần viền đi tay. Đây ạ, họa tiết xích, xích của nó là xích ghi nhá mọi người, nó siêu 100%. 180k mã 662. Họa tiết xích mà xích màu ghi nhá.
3 năm lại chị Nguyễn Đào thả yếm sau. Họa tiết xích vào hàng yến nhá, nền đen nhá, họa tiết màu ghi trên nền đen. Mã 529. Giá 200k. Xanh ghi đây chị ơi. Xanh ghi đây. Siêu 100% này, xanh ghi. Siêu 100% 200k mã 823. Mã 823. 529 chị Nguyễn Đào. Chị bà ấy chi săn màu đấy thôi và không lên nhanh thì mất à? Thì làm gì có. Đây ạ. Nó là màu ghi nhưng mà xích vàng nhá chị nhá. Màu ghi xích vàng có cả lẫn một ít tím nữa. 823 chị Nguyễn Đào ạ. Bản này là Renoma, Renoma nhá. Renoma mã 113. Renoma mã 113 là 200k. Không thấy có một con xanh gì nữa. Đây là nó không còn nữa. Thôi hết công trình rồi, xin phép được kết thúc tại đây luôn. Bác Đào ơi. 113 chị Nguyễn Đào. Thôi hết rồi chị Đào ơi, hết rồi nhá, hết rồi đó. Thôi chương trình xin phép được kết thúc tại đây nhá các chị nhá. Và hẹn mọi người là 8 giờ tối nay em Tiên sẽ lên quần váy ngắn này. Có cả dáng ngắn và dáng ngang bắp chân. Lúc 8 giờ tối nay em mời mọi người nhớ săn nhá. Rồi thank you, bye bye cả nhà. Chị là săn khăn hiệu. Thì cuối live mọi người chuyển khoản khăn hiệu nhá. Còn khăn thường thì không phải chuyển khoản nhá mọi người nhá. Thank you, bye bye cả nhà. Ôi in xong chưa để chị tắt live đây. Ô cái máy đấy không. Chết rồi. Làm sao nhờ.